chỗ này à? Quán này tên gì? Hẻm quán ạ. Hẻm quán nhà địa chỉ bao nhiêu? 151 Hoàng Cầu. Bao nhiêu chú? 151 Hoàng Cầu. À, 151 Hoàng Cầu. Chú làm ở đây lâu chưa? 3-4 tháng rồi. Làm ở đây 3-4 tháng hả? Khách ở đây đông nhất là vào lúc nào hả chú? Khách hay đi đều. Hay đi đều. Đi đều tầm buổi tối này đông nhất không? Quán của mình đông nhất đấy. Quán của mình chuyên về món ăn gì chú? Lẩu. Quán mình chuyên về món ăn gì chú? Dạ. Quán mình chuyên về món ăn gì? Lẩu các loại. Lẩu các loại. Lẩu của hải sản hay là lẩu hải sản? Hải sản. Cả thịt trâu, thịt bò, gì? Khách của mình đông nhất là khách xa thành hay nội thành hả chú? Khách của mình là nội thành hay xa thành? Cả hình như nội. Hà Nội. Cái nhà bên kia cũng là của bên mình hả chú? Cái nhà bên kia kìa. 161, chỗ này, 161 với 152 nhà là một. Cái nhà đó là chuyên về là gì vậy chú? Cũng nhà là một, hai nhà là một mà. Nhưng mà nó cũng cách ngồi bên nào cũng được. Cách ngồi bên nào cũng được. Thì ra là như vậy. Cháu cảm ơn nhiều nha. Quán đã đi vào hoạt động hơn 10-15 năm nay và chất lượng của món ăn cũng như là cách phục vụ của món ăn và cái cách thiết kế sông vườn, những cái món ăn truyền thống dân dã, lẩu hải sản và các loại súp hay là các loại nước và cái chế độ phục vụ rất là tận tình tận tâm của các cái nhân viên nơi đây đã thực sự làm cho quán trở thành một nơi đặc biệt và một địa điểm lý tưởng để các cái hội nhóm chuyên gia gặp gỡ, nói chuyện, tâm sự, trò chuyện cũng như là thưởng thức các món ăn ngon ở đây. Các bạn có thể thấy là ở đây á, mang tên là hẻm quán. Hẻm quán giống như là nơi mà thường để dành cho những người thân yêu của bạn tụ tập nói chuyện hoài không ngớt, và bên cạnh đó lại còn thưởng thức những cái món ăn ngon. Thì mình nghe bác bảo vệ nói rằng là quán này không những đông vào những ngày thường mà đông vào mọi ngày, thậm chí các ngày lễ lớn hay Tết hay các loại tiệc tùng nhậu nhật của bạn bè, tổ chức tiệc đàn đúm liên hoan thì người ta đều tới nơi đây, vì thực đơn của nó rất đa dạng, phong phú và ngon, rất bài trí, bố trí thực sự là hấp dẫn. Và cái đầu bếp thì chuyên nghiệp, cái khu nấu nướng thì vệ sinh hợp vệ sinh, phong cách mà còn chuyên nghiệp, sự sắp xếp bài trí thì đâu ra đó bố cục thì chuẩn các bạn. Cho nên hẻm quán vừa là một ẩm thực ở Bắc Hà Nội nhưng đồng thời là thể hiện cái dư vị thơm ngon mà mang đậm cái nét Hà Thành ở đây, lại còn mang đậm cái nét Sài Thành nữa các bạn. Mình ra ngoài Bắc mà mình thưởng thức được cái món ăn ở trong Nam mà lại có những món nướng, món lẩu cái này thực sự là làm cho người khác cảm thấy ấn tượng và cảm thấy nhớ nhung. Da diết khi rời đi mình cũng không quên nhìn lại quán xưa, đồng thời gửi video này đi cho các bạn của mình và kể về những cái món ăn, về những cái nơi mà mình đã tới và cái cách phục vụ của nơi đây, hay là cách sắp xếp bố cục, bố trí, hay là cũng như pha trộn những cái nét riêng của Sài Thành, của Hà Nội về cho xứ Sài Thành thì họ đều rất là khen và tấm tắc, nói rằng Sài Thành cũng có những cái mô típ rất là hay, rất là độc đáo và mới lạ. Nên nếu các bạn có dịp ghé qua Sài Thành thì Hà Thành thì đừng quên ghé món ghé và thưởng thức các món lẩu ngon ở hẻm quán Sài Thành này nhé. Vị trí của nó là ở 161 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Các bạn hãy thử nhé.